cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Sẽ làm thêm một món thở theo lời yêu cầu của mọi người. Nhìn cái này đã biết món gì chưa? Biết chưa? Chưa nói ra được đâu đúng không? Chưa biết đâu đúng không? Hủ chao nè, con vịt nè, khoai nè. Nhìn là biết rồi đúng không? Để mình nói luôn cho nè. Hôm nay mình sẽ làm món vịt nấu chao. Món này là củ nổi tiếng của miền Tây. Đây, món này thì nấu khá đơn giản, không có gì phức tạp hết. Mọi người cùng xem với mình nha, mật bí cho mọi người nghe. Món này là lần đầu tiên anh nhà mình trải nghiệm đó mọi người, lần đầu tiên trong cuộc đời luôn á. Hôm nay mình sẽ nấu, anh đi làm rồi, chút anh về là anh có cái anh ăn luôn. Rồi bắt đầu, let's go. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về thành phần của nguyên liệu. Thành phần chính của nó, của món này, dù có treo mà không có con vịt thì cũng không có nào làm nên công chuyện gì được. Phải có một con vịt. Con vịt này là mình dùng hai, nó tầm 2 cân á nha mọi người. Rồi thứ hai điều đặc biệt đó là treo. Đây là hũ treo nha mọi người. Treo mà mình ngâm càng lâu thì cái vị nó càng ngon. Và đây là mình ăn khoai sọ thay vì ăn khoai môn. Khoai môn thì cũng ngon nhưng mà mình ăn khoai sọ vì nó bùi và nó kiểu như nó ngon hơn. Mình thì thích cái vị của khoai sọ hơn. Và đây là củ sen. Củ sen nha mọi người. Đây là tỏi, ớt, hành tím xay nhuyễn. Và đây là sả, mình cũng mang đi xay nhuyễn. Và muốn cho cái nước dùng nó được ngọt và nó ngọt thanh chứ không phải ngọt vì đường thì mình đã tâu nguyên một chai dừa, chai nước dừa. Thay vì nước dừa trái thì mình dùng chai nước dừa này nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chặt vịt. Người ơi, bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị cho món vịt nấu chao này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến đoạn công đoạn ướp nha. Vịt này là mình đã chặt ra. Vịt này là mình đã chặt ra và mình rửa rất là sạch nha mọi người. Chú ý chứ không vịt nó hôi dữ lắm. Thì chao đây nha mọi người. Mình cho cục chao như thế này, nó có nguyên cục như thế này nè. Đó, mình cho như thế này là mình cho 6 cục chao vào. 1 4 5 6 cục chao nha mọi người. Bạn nào mà ít ăn chao mới lần đầu ăn thì mình giảm cấp độ thôi nha. Còn này là mình nghĩ là anh nhà mình ăn được nên mình cho nhiều á. Và nước chao nha mọi người. Nước chao là mình cũng phải cho nước chao vào. Đây, nước chao nè, cái nước của nó nè, mình chế vào. Cái nước này nó có gia vị là mặn mặn, nên là mọi người khi nêm nếm là nhớ cẩn thận nha. Tiếp theo là mình sẽ cho đường. Đường thì mình sẽ cho 4 hoặc 5 muỗng đường. Tại vì món này là phải ngọt ngọt nó mới ngon ngon á. Hơi ngọt ngọt nó mới ngon. 1, 2 5 muỗng, 5 muỗng cà phê nha mọi người. Hạt nêm đây mình sẽ cho, cái hạt nêm này mình sẽ cho 4 muỗng hạt nêm. 1 2 3. Bột ngọt mình sẽ cho nửa muỗng bột ngọt. Dầu hào. Dầu hào mình sẽ cho 4 muỗng dầu hào, 4 muỗng ăn cơm nha mọi người. Ba. 4 muỗng dầu hào. Nước mắm 3 muỗng. Điều đặc biệt không thể thiếu của đây là dầu điều. Dầu điều này mình dùng bằng chai, cái loại mà mọi người không thì mọi người tự pha ra nha. Dầu điều mình cho về cho cái màu nó đẹp á. Khi mà nấu lên cái màu rất là đẹp, mình cho 3 muỗng, 4 muỗng dầu, 3 muỗng dầu điều nha mọi người. 2 3 muỗng. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ trộn hết tất cả cái hỗn hợp này lên. Mình trộn cái hỗn hợp này lên thì mình để ướp trong ít nhất trong vòng 20 phút. Nếu mà có thời gian thì đến 30 phút, 40 phút thì nó sẽ ngon hơn. Bóp cái này đây này mọi người. Bóp cho nó nhuyễn ra, nó trộn chung vào. Cái này là chao của nó, bóp ra. Bây giờ mình sẽ nêm
chiên, mang hết tất cả đi chiên luôn nha. Khoai thì mình mang đi chiên. Còn cái này mình khỏi chiên rồi nha mọi người. Củ sen á, củ sen mình khỏi chiên nha. Chiên cho nó là chút nữa mình vô mình hành là nó cứng cái cục lại luôn, nó không có bị, nó không bị bở ra nữa. Sẽ làm công đoạn là mang thịt đi xào. Mình cho dầu ăn vào rồi thì giờ mình sẽ cho tỏi ớt. Mình sẽ cho tỏi ớt nè, tỏi ớt hành xả đồ này kia bỏ vô. Tiếp theo là mình sẽ cho sả nha mọi người. Đây mình sẽ cho sả vào, cho hết sả đây luôn mà nha mọi người, cho vào xào cho nó thơm. Đó, mình xào cái này nó đã mùi thơm lên rồi thì mình sẽ cho thịt vịt vô nha mọi người, vừa ướp lúc nãy đổ vô hết luôn. Trộn nó lên, trộn đều lên. Xào cho nó săn lại nha mọi người. Nó săn lại là cái mỡ này á, nó ra mỡ nhiều lắm nên xào cho nó săn, nó ra mỡ bớt đi. Mình đổ bớt mỡ, mình cắt bớt ra mình vứt đi, chứ nó nhiều mỡ quá ăn nó ngậy á. Thịt nó đã săn lại rồi thì bây giờ mình sẽ cho nước dừa vô nha mọi người. Đây, thịt nó săn lại hết trơn rồi. Mình cho nước dừa vô, mình nấu thêm khoảng, nãy giờ mình xào khoảng 10 phút rồi, mình nấu thêm khoảng 20 phút nữa. Khoai á còn 10, gần 10 phút mình cho vô, tại khoai mình chiên nó đã chín rồi đó mọi người. Bây giờ mình mà cho vô mình ngâm nữa là nó bị nhừ. Đó, nước dừa cho như này. Đây, cái củ sen mình sẽ cho luôn vào nha. Củ sen ngâm hầm nó cũng hơi lâu á nên cho luôn vào chung. Đấy. Cho hết củ sen vào luôn nha mọi người. Bây giờ mình đã nấu xong luôn rồi mọi người, nó rất là nhừ luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho khoai vào. Khoai là mình sẽ cho, bây giờ mình sẽ cho vào luôn lên nha mọi người. Đấy. Nấu thêm 5 phút nữa thôi nha. 5 phút là tắt bếp là ok á. Rồi, ok. Cho khoai sọ vào hết luôn. Wow, cái nồi ngon quá. Rồi, bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị lại. Mọi người nhớ nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn với khẩu vị gia đình nha. Rồi, mình sẽ nêm lại miếng đường, miếng hạt nêm. Rồi ok, vậy là mình sẽ ok rồi đó, mình ăn ok rồi đó nè mọi người. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi pha một chén nước chấm để chấm với lại thịt vịt. Cái chén nước chấm này cũng làm từ treo luôn nha mọi người. Treo mình sẽ cho 3 cục treo vào. Tiếp theo là tương ớt. Tương ớt mình sẽ cho 2 muỗng tương ớt nha. Mình dùng bằng muỗng ăn cơm. Đường mình sẽ cho 3 muỗng đường. Nêm nếm gia vị lại, mình cho như thế này xong tí mình nêm lại nha. 3. Cái này là bột ngọt, mình cho một xíu bột ngọt thôi. Rồi, ok. Rồi mọi người ơi, mọi người chú ý cái nước của nó. Mọi người mình sẽ lấy dùng cái nước của nó nha. Mình dùng nhiều xíu, mình đổ vô. Nước của nó mình cũng không có canh đo đong đếm được, tại vì mình đổ vô đại khái á. Đó. Tiếp theo là sẽ tạt ớt. Ớt là mình đã cắt ra rồi á mọi người. Cho vào. Mọi người cho theo tùy khẩu vị nha. Nhiều khi ăn cay hay không cay á. Rồi mình quậy lên. Cái chén này là chén nước chấm này nha.
quậy cho nó đều ra, cho nó nhuyễn ra, chấm chứ không nó lợn cợn. Mừng mọi người đã đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân GB. Hôm nay thở theo lòng mọi người, yêu cầu của mọi người là muốn anh Tề Rư được ăn là món nổi tiếng của miền Tây, đó là món vịt nấu chao. Thì hôm nay mình đã nấu ra xong rồi, thành món vịt nấu chao rồi. Và báo cho mọi người một tin vui, thời tiết rất là chiều lòng hai vợ chồng mình, vừa nấu vịt xong, ở ngoài đang mưa rí rắc, quá ngon. Chồng anh chồng mình đã bắt chước mình luôn mọi người. Rồi xin mời mọi người ăn với vợ chồng mình nha. Hai. Itadakimasu. Itadakimasu rồi. Đói bụng lắm rồi mọi người ơi. Rồi Tero nè. Yun nhiều quá xì ăn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ rau vô. Đấy. Để mình bỏ. Ờ, xuyên cho cả đó. Hai chứ đâu, chờ tôi yêu sức yêu. Em bỏ rau vô cho nó, rau nó mềm mềm á. Rau muống nha mọi người. Cái này á là tổng cộng mình dùng 1 kg rau muống. Nhiều bạn á cũng hỏi là mọi người biết cái gì không? Hôm nay là lần đầu tiên anh ăn nha. Anh ăn lần đầu tiên trong cuộc đời ăn cái món này. Lần đầu tiên coi anh. Vũ ơi. Ơi. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái gì quả cà rứa? Quả này. Nước mắm. Nước mắm phải cỏm. Hả? Nước mắm phải cỏm. Nước mắm phải không? Không phải nước mắm. Tại bê tế mì tế. Tại bê tế mì tế. Có lẽ? Ừ, tại bê tế mì tế. Sức bưng nè. Này, à chui. Chú cú rị. À chui. Chú cú rị. Không thúi nha mọi người. Không thúi thì đúng rồi, đâu phải nước mắm đâu. Nó nước mắm xà nai hả? Không thúi. Ngon quá, không thúi ngon quá rồi. Anh ăn mà không thúi ngon quá là mình vui rồi. Nói chung là từ giờ có thúi anh cũng ăn nữa, tại vì nước mắm là anh khoái mà mọi người. Có tay nhỏ. Có tay? À, có đây không? Có đây mà, ít một món tay. Đây rau nha mọi người. Cái này mọi người biết là cái gì không? Cái này là củ sen nè. Củ ngót sen. Đây, rau. Hay da xay nè. Cái này là cỏ. 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 Cỏ à, cỏ ăn cỏ đi. U cho nó nóng. Trời, cái tiếng mưa nó rí rắc nghe nó vui tai, nó hạnh phúc gì đâu mọi người. Để mình ăn với nước súp. Coi nó vừa ăn không? Cho em miếng nước súp, bỏ miếng thịt lên. Cái này ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon, ăn thịt nè. Đây, ăn bên này. Để cái giá này ra ngoài. Ăn đây. À, ngon quá mọi người. Mọi người biết gì không? Nước súp á, cái nước lẩu của nó rất là vừa ăn nha mọi người. Nó thơm mùi nước dừa, kiểu nước dừa nó ngọt á, nó ngọt thanh á. Ngon. Bây giờ mà bực lửa to quá. Khi sao thì nóng quá. Bây giờ nóng quá mọi người. Ăn này mà nóng quá. Đây nha mọi người, cái chén keo của nó nè. Muốn không? Tè rô muốn không? Muốn. Muốn. Men. Ồ, trời ơi trời. Ý ở đây sao cô đây? Toki tại vì đâu đã kêu. Ông sơ mặt lắm mọi người ơi, lên công ty ai không biết là ai nha, không biết chị đẹp nào làm công ty mà chê hay khen ổng mặt hay là ổng ốm hay sao đâu. Nay ổng về ổng giảm cân lắm mọi người. Ăn uống ổng giảm cân lắm, thường ngày ăn là tới bến á.
hay là trên TikTok, YouTube rồi này kia mọi người che mặt anh đọc được bình luận ta. Không chừng, không chừng gì nữa đó. Đây giờ ngồi bún nha mọi người. Ăn trước cái bún mà đói bụng quá. Phải nói là cái nước dùng của nó rất là ngon. Ngọt, nước rất là ngọt. Cô đã sức sức sự oxy nè. Hổ. Thịt vịt chấm với treo. Thịt vịt ăn nó vừa ăn nó dai dai vừa ăn ngon thấm gia vị nữa nên có gia vị nữa nó gia vị ngon. Cái này cho mọi người thèm nữa mọi người ơi. Sắp rột cái này. Rau chín rồi nè. Ăn cỏ không Tình không? Ăn cỏ nha. Cỏ. Cỏ. Cỏ nè. Ăn cỏ nè. Ăn cỏ. Ăn cỏ. Ăn cỏ cỏ. Ăn cỏ. Ăn cỏ. Đây. Anh gọi bằng cái rau màu xanh đây anh gọi là cỏ. Anh gọi cái rau màu xanh này là gọi cỏ đó mọi người. Tên của anh đặt cho mọi người quen cái hả? Ừ. Lấy miếng thịt nha mọi người chứ mình bóc rũ nó quá rườm rà rồi. Lấy miếng thịt chấm với miếng chao. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại cái món này ạ. Mấy hôm trước rồi mình định nấu rồi. Mà mọi người biết sao, định nấu nhưng mà lên có hạt nấu nhưng mà không có rau muống. Bên này kiểu mùa lạnh nó chưa mọc ra được. Nay mình mua được rau muống, 1 ký như này là 200 ngàn tiền Việt Nam nha mọi người. Hơn 200 ngàn ạ. Hay đâu, 201 hay 202 ạ. Nguyên cái nồi lẩu như thế này, bún rau tất cả luôn. Nó rơi vào khoảng tầm rau, khoai lang, khoai đồ tất cả luôn rơi vào khoảng 500 ngàn, 600 ngàn tiền Việt Nam. Rẻ ha mọi người. Tỷ có cái rau là nó mắc thôi chứ vịt, con vịt với lại khoai đồ rẻ. Mình khuyên thật các bạn là các bạn nên nấu món này theo cái gia vị mình nêm nha. Rất là ngon. Phải nói là tuyệt vời luôn. Chưa kết tích. Dạ. Chấm vô cái này nè. Chấm vô cái này ăn. Coi thử anh ăn chấm treo cho mọi người thấy nha. Đó mọi người có biết ảnh ăn treo được không? Đó anh chấm vô treo luôn cho mọi người thấy luôn đó. Cái này là treo. Đã bỏ treo vô nấu rồi. Còn đây là treo chấm. Đồ. Nóc ghê đồ nhỏ. Nó một đúng một đồ oxy. Có ai. Chú tự khai đá đúng một oxy để sổ. Ngon đó mọi người thấy chưa. Đây là củ sen. Rau muống. Rau muống bỏ vô. Để mình bỏ rau muống vô thêm nè. Bún không? Bún ra nha. Bún không? Bún không tại đâu? Bún mỏ. Bún à? Bắt trước mình nói mà đâu có biết là cái gì đâu. Cứ bắt trước nè, bún không nè. Ăn đi. Nước dùng không? Súp không? Súp không? Rồi. Ăn chui nữa. Oxy. Oxy ngon ngon. Ngon rồi, ngon rồi đấy. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Đừng có nói người ta không ăn được nha. Tưởng đâu treo không ăn được nha. Mình
Mình nghe nói là treo này ở ngoài miền Bắc á là không có có. Không biết có phải thật không? Những cái bạn nào mà coi video mà người miền Bắc á cho mình hỏi là treo ở miền Bắc có hay không. Tại nhiều bạn ở miền Bắc á vẫn không biết treo là gì. Cứ hay hỏi mình, chị ơi treo là gì vậy, chị làm cái gì từ cái gì ra? Treo là làm từ đậu nành mà người ta ủ á mọi người. Ủ cho nó thành mấy cái cục mà đậu nành mà dạng như nó hôi 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 vậy, cái mùi nó hôi hôi vậy đó. Thì nấu lên ăn, dành cho những người ăn chay á. Để mình ăn thử cái củ sen nó như thế nào nha mọi người. Nó sực. Củ sen nó sực. Mà cái gia vị nó thấm vô cái củ sen á nên ăn nó có gia vị ngon. Ngon quá. Giá như mà mọi người ở trong video cũng nghe được cái mùi thơm của nó bốc ra thì hay biết bao nhiêu. Nó thơm gì mà nó thơm. Rau muống lâu quá rồi mới ăn lại. Cái cảm giác mà ăn rau muống nó sực sực, nó nhớ đến quê nhà mọi người. Ngồi ăn cái lẩu này tự nhiên cái mình nhớ đến cái hồi mà ngày xưa. Cái điều mà mình thèm ăn nhất cái hồi nhỏ đó là được có một nồi lẩu á mọi người. Mình đi bán hàng rong á, tâm sự ngồi đây tâm sự. Có cái nồi lẩu vừa mưa nữa nên tâm sự cho mọi người nghe. Mình đi bán hàng rong mà mình thấy người ta mà ăn lẩu á, trời ơi mình vui. Mình không phải mình vui nhầm, mình nhìn hoài á thèm một cái nồi lẩu được ăn ha. Được ăn một cái nồi lẩu chung với gia đình này kia, thèm cái cảm giác mà không bao giờ được hết trơn. Không bao giờ được. Phải nói là cuộc đời mình á đi lên bằng chính đôi tay của mình, bằng chính nghị lực của mình luôn, chứ không có ai giúp đỡ bên cạnh mình hết. Mẹ mình, chị gái mình, hai cháu nhỏ mình đều phải là người nuôi hết. Nên là tự mình, thân mình bước trên cái con đoạn đường chỉ có một mình thôi. Nhiều lúc bệnh á, bệnh phải nói là nhiều lúc kể nói ra thì mọi người kêu mình nó dốc. Đó là mình lấy tính mạng mình ra mình để mà mình ấy với mọi người luôn á. Là mình không có kể dốc một cái câu, một câu, một chữ nào hết. Nhiều lúc mà bệnh phải tự đứng dậy luôn mọi người. Phải tự mạnh mẽ đứng dậy. Vì mình nghĩ nếu mà mình không đứng dậy thì ai sẽ là người lo gia đình đây. Kiểu là như thế. Nhà mình có được ngày hôm nay á, là cũng nhờ phước đức của ông bà, tổ tiên. Rồi cũng một phần là nghị lực của mình và phần may mắn nữa. Đó. Mình á, tâm sự ra không phải là lấy lòng thương của các bạn mà cũng không có xin của các bạn hay là này kia, mà mình muốn á, là giúp cho những cái bạn mà đang đi lên bằng đôi chân của mình á, kiểu như là vạch đích nó không được tốt á, thì các bạn cứ cố gắng lên thì yên tâm một điều là mình đây nè, mình học không phải nói thật với mọi người chứ mình học lớp 8 nghỉ á, bản nhân bản kia mình còn không thuộc nữa, nhưng mà mình đã đi được bằng đôi chân của mình có thể làm được tất cả. Đến bây giờ mình không hơn ai nhưng mà mình hơn nhân của trước kia, mình hơn nhân của ngày hôm qua. Mình đã cho mẹ mình một cuộc sống đầy đủ hơn. Cháu mình bây giờ, hai đứa cháu mình giờ ăn học ngon hơn, không phải lo về vấn đề là cơm áo gạo tiền như ngày xưa của mình nữa. Và chị gái mình tuy là khờ, chị gái mình bị khờ, bị
bị khờ á mọi người. Thì mình cũng lo cho chị gái mình luôn, có nghĩa là gia đình mình lo hết tiền ăn uống tiền này kia, là mình bản thân mình là một người chi trả hết luôn. Nhưng mà mình cảm thấy á không có gì mà đáng buồn hết, tại vì là sinh ra á là mỗi người đâu có ai được chọn đâu, cha mẹ cũng đâu được chọn, mà cha mẹ cũng đâu muốn mình khổ đâu, chỉ là số mình không được may mắn thôi. Mẹ của mình á thì khờ, chị gái của mình cũng bị khờ, mà chị mình thì có bị hai đứa cháu, ví dụ á đẻ ra hai đứa cháu đó đó, thế nên là bây giờ hai đứa cháu đó thì mà do chính tay mình lo hết vậy đó. Hồi nhỏ nhiều lúc mình cũng cô đơn lắm, kiểu như mình làm cái gì cũng có một mình á, bệnh hoạn hay là bị ăn hiếp hay là bất cứ mất cái gì cũng có một mình, tại mẹ mình cũng không thể nào bên mình được, mà chị gái mình thì không thể nào nữa, càng phải không nữa. Nhưng mà mình may mắn một điều á là lúc đó mình có buồn đi chăng nữa, nhưng mà khi mà mình trưởng thành á, mình ra ngoài xã hội mình đi làm á, thì mình gặp những người chị người bạn rất là tốt với mình nha mọi người. Đó là cuộc đời gọi là may mắn đến với mình luôn á. Thì khi mà gặp những người tốt gì đó thì cuộc sống mình cảm thấy là nó dễ dàng hơn, đã có những người quan tâm mình, sống thật với mình đó, lo lắng cho mình, thay cho mẹ, thay cho chị gái, những người đó lo cho mình lắm, lo cho mình từng ly từng tí luôn. Đó là mình cảm thấy là may mắn. Cái đó là chắc là có thể là do phước đức của cha mẹ mình á tốt nên là mình mới may mắn như thế, kiểu như đi tới đâu cũng có người giúp đỡ, rồi đến khi xong rồi cưới chồng vậy đó. Mọi người có thấy mưa càng ngày càng to, mưa đó nó kêu tiếng to đúng không, mọi người có nghe đúng không? Leo à, mọi người ơi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mà cảm thấy hay, thấy có ích, bổ ích cho mọi người thì mọi người nhớ ấn theo dõi kênh, subscribe và nhấn cho một bên cạnh cái subscribe á, cái chuông, và nhớ ấn vào ra để khi có video mới mọi người cùng xem nha. Và nhớ là cho hai vợ chồng mình một like, một chia sẻ nha mọi người nha. Bye bye, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Ding. Cảm ơn mọi người.